Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đại diện một số cơ quan trung ương và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng với sự chủ động quyết tâm cao của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh vẫn được duy trì và có bước phát triển tốt. Tăng trưởng kinh tế GRDP trong 6 tháng đầu năm đạt 7,56%, đứng thứ 15 trên 63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung nghiên cứu, sáng suốt, quyết định các vấn đề, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cả năm. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, bảo đảm hoàn thành chương trình, nội dung, kế hoạch của kỳ họp đề ra, thay mặt Thường trực Hội đồng tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu tiếp tục khẳng định trách nhiệm, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu kỹ các nội dung, thẳng thắn đóng góp ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp. Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Nội dung chi tiết của kỳ họp sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 20 giờ tối nay. Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng ngày 15 tháng 7, khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to. Tại Lào Cai, mưa to đã xảy ra ở hầu khắp các khu vực trong tỉnh như huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Simacai. Các địa phương này cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt trượt đất đá. Theo dự báo, ngày hôm nay ở các địa phương khu vực phía Bắc vẫn xảy ra mưa lớn, thời gian mưa tập trung vào đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để giảm thiểu thiệt hại với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các chuyên gia khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh. Mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh. Bản tin của Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai sáng ngày 15 tháng 7 cho biết, Lào Cai ghi nhận mới 8 trường hợp người về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tới thời điểm này đã có 282 người về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tất cả các trường hợp đều đang được cách ly tập trung. Cơ quan y tế đã lấy 274 mẫu, có 181 mẫu âm tính, 93 mẫu đang chờ kết quả và 8 mẫu chưa lấy. Rà soát người Lào Cai đi các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã rà soát được tổng số 219 người, trong đó có 175 trường hợp đã được cách ly tập trung tại tỉnh, 4 trường hợp cách ly tại Hà Nội, Hải Phòng, 15 trường hợp đang trên đường về Lào Cai, 25 trường hợp chưa liên lạc được. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn được đồng hành chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là bổ sung vào nguồn kinh phí mua vaccine phòng COVID-19, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã vào cuộc chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí phòng chống dịch. Ngay sau khi kêu gọi vận động, làn sóng ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 đã lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân tại huyện Văn Bàn. Kết quả, địa phương này đã vận động được hơn 860 triệu đồng. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn đã tiến hành trao kinh phí ủng hộ đợt 1 với 750 triệu đồng. Các tổ chức doanh nghiệp rồi cán bộ công nhân viên chức thì đã rất là đồng tình đồng lòng và đặc biệt là người dân để làm sao mà chúng ta có nhanh nhất cái số tiền để mua được những cái liều vaccine quan trọng thì sẽ tạo ra được miễn dịch cộng đồng và người dân sẽ có cái cuộc sống ổn định, an toàn. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và đầy trách nhiệm, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hưởng ứng, đóng góp ủng hộ kinh phí phòng chống dịch của tỉnh. Đặc biệt, hoạt động này ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.
Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song các doanh nghiệp đã sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, giúp tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đây là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đến xã hội, mong đóng góp một cái phần hết sức là nhỏ bé để như vậy là giúp cho tỉnh Lào Cai cũng như là cả nước chung tay như vậy là đẩy lùi cái dịch COVID. Đến thời điểm này, sau hơn một tháng phát động ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 13,6 tỷ đồng của gần 300 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Nguồn kinh phí thu được thì chủ yếu thứ nhất là để dành hỗ trợ trực tiếp cho các cái cơ quan, các đơn vị, các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng dịch ở tuyến đầu. Thứ hai là cái nguồn kinh phí phần lớn thu được là sẽ hòa vào cái nguồn kinh phí của tỉnh để mua vaccine cho cái việc phòng chống dịch COVID. Sự chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí phòng chống dịch của các tổ chức, cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp thời gian qua đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng hành chia sẻ để Lào Cai có thêm nguồn lực sớm đẩy lùi dịch bệnh. Với những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, huyện Bát Sát đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững những tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm, huyện Bát Sát đã giảm được 320 hộ nghèo, 151 hộ cận nghèo. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành được 309 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân đạt 15,45 tiêu chí một xã. Thời gian tới, Bát Sát sẽ tăng cường thực hiện các chính sách đảm bảo kịp thời và phù hợp với các điều chỉnh của Trung ương, của tỉnh trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo năm 2021. Quyết liệt thực hiện các nội dung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Kim. Phấn đấu đưa hai xã Trịnh Tường, Nậm Pung về đích đúng theo lộ trình. Để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em tại Lào Cai, dự án phòng chống đuối nước cho trẻ em ở Việt Nam do Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện tiếp tục được triển khai tại 15 xã thuộc huyện Bảo Yên, Bắc Hà và thành phố Lào Cai. Từ năm 2019 đến nay, đã có 175 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống đuối nước được thực hiện tại cộng đồng, trường học, cắm 100 biển cảnh báo phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 560 trẻ, lắp đặt một bể bơi di động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả thì vẫn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ phía gia đình trong việc quản lý và rèn kỹ năng cho con em mình, giảm thiểu nguy cơ đuối nước có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa mới kết thúc. Các thí sinh của Lào Cai đang hồi hộp chờ đợi kết quả rèn luyện, cố gắng của mình sau 12 năm đèn sách. Và có lẽ, thời điểm này, mỗi bạn trẻ đã có những lựa chọn riêng cho bản thân mình, có những lựa chọn nằm ngoài cánh cửa trường đại học. Câu chuyện trong phóng sự sau đây sẽ giúp các em củng cố thêm niềm tin cho lựa chọn ấy. Tốt nghiệp ngành du lịch, phân hiệu Đại học Thái Nguyên vào đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, em Đồng Diệu Linh chưa tìm được một công việc ưng ý. Chính vì vậy, Linh tiếp tục đi học nghề phun xăm thẩm mỹ, một công việc mà từ trước đến giờ em vẫn luôn yêu thích. Em thấy là bản thân mình là phù hợp với công việc hiện tại. Nếu mà sau này có điều kiện thì em vẫn sẽ tiếp tục là thực hiện đam mê của mình. Bố mẹ nào cũng mong muốn là con vào đại học. Rồi sau này thì có bằng đại học thì có thể xin việc thì nó dễ hơn. Nếu mà các con không thể đỗ vào đại học được thì là gia đình thì vẫn luôn luôn ủng hộ cho các em nó đi nghề khác. Còn với gia đình chị Hoàng Thị Hằng thì con đường được lựa chọn sau khi hai vợ chồng tốt nghiệp cấp 3 là ở tại địa phương để gây dựng mô hình chăn nuôi dựa trên kinh tế mà gia đình đang có. Hiện hai vợ chồng chị đã có được 5 con trâu và 5 con lợn nái sinh sản cho thu nhập ổn định. Với điều kiện ở gia đình vùng quê như bọn em thì đối với hai vợ chồng đi học là rất là khó khăn bởi vì là kinh tế còn hạn hẹp. Nên là mình quyết tâm mà hai vợ chồng ở nhà để phát triển chăn nuôi ạ. Các em ở trên địa bàn của xã Hòa Mạc, trên 50% là các em sẽ đi học, tiếp tục học các học ngành nghề chuyên nghiệp. Còn lại thì một số em thì học tiếp tục học các ngành nghề là cũng phải 2-3%. Và còn lại khoảng 10 đến 15% thì các em tiếp tục là ở lại để phát triển kinh tế gia đình và địa phương theo điều kiện thực tế của các em. Những năm qua, không riêng tại xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn mà trên địa bàn toàn tỉnh, công tác phân luồng học sinh được thực hiện tốt và khá sớm. Ngay khi các em mới bước vào trường trung học cơ sở, chính vì vậy, các bạn trẻ đã sớm lựa chọn được con đường phấn đấu phù hợp với bản thân mình.
và thực tế đã chứng minh ngoài cánh cửa đại học vẫn còn rất nhiều con đường để đi đến thành công, có thể giúp các em xây đắp tương lai, góp phần xây dựng quê hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.